yêu xưa khóc cho bờ môi mềm. Em nay ra đi cho anh thêm niềm thương xót thêm đắng cay. Mọi người xin chào anh Nguyễn Đức Đệ ở tổ 15 khu 5B. Anh cứ hát đi. Hoàng Quang Trung, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Anh lấy bên chúng em một chiếc mic mang hiệu Supok, model là SM3000, dòng mic dây này, dây rất là dài mà khỏe, dây nó ra ngoài 8.5 mét cơ. Mà dòng mic dài. Mic anh em chúng em đang test, đang hát cho anh đây ạ, rất là nhẹ và sáng. Anh vẫn còn trên môi sao ấm nồng, bóng em giờ nơi đâu xa mãi xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.